tôi sẵn sàng đi vào ngục tối với Chúa và cùng chết với Chúa. Nghe thầy nói Phê-rơ, bữa nay gà sẽ không gáy trước khi anh ba lần chối không biết thầy. Một khi thầy sai anh em đi không bóp không bị cũng không dài, anh em có thiếu gì không? Không, không thiếu gì. Nhưng bây giờ hễ ai có bóp có bị phải mang nó theo, và hễ ai không có gươm phải bán áo mình đi mà mua nó. Thầy bảo anh em có lời trong kinh thánh chép rằng và ngài sẽ bị liệt vào hạng người phạm pháp, và những gì đã chép về thầy sẽ ứng nghiệm. Kìa, có hai cái gươm đây. Vậy là đủ rồi. Và hội đồng trưởng lão đã được triệu tập để tìm cách loại trừ Chúa Giê-xu ra khỏi họ. Và Sa-tan đã nhập vào Giu-đa, biệt danh Iscariot, là một trong 12 môn đệ. Hắn cùng các trưởng lão lập mưu bắt Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu rời Jerusalem, leo lên núi Olive để cầu nguyện. Hãy cầu nguyện để anh em khỏi sa vào sự cám dỗ. Judas Iscariot đã phản bội Chúa Giê-xu chỉ vì 30 đồng bạc. Chúa Giê-xu biết rằng giờ Ngài chết vì cớ tội lỗi của cả nhân loại đã tới, cho nên Ngài cầu nguyện. Là cha, nếu đẹp ý cha, xin cất chén này khỏi con. Dầu vậy không theo ý con, nhưng ý cha được nên. Liền có một thiên thần từ trên trời hiện đến để ban thêm sức cho ngài. Lúc đó mồ hôi ngài đổ ra như thể những giọt máu lớn rơi xuống đất. Sao anh em còn ngủ? Dậy đi, hãy cầu nguyện để anh em khỏi sa vào sự cám dỗ. Nỡ lòng nào bởi một cái hôn mà anh phản bội con người. Kìa, cho tôi tuốt gươm ra đấy. Tiến lên, bắn lấy hắn. Vậy là đủ rồi. Một phép lạ đấy. Có cần phải mang gươm giáo gậy gộc đến bắt tôi như một kẻ phạm pháp?